Để cả năm kinh doanh buôn bán được may mắn thuận lợi thì chủ shop và những người kinh doanh thường làm những cái điều này. Một, mua bật lửa đầu năm. Ngay khi khoảnh khắc giao thừa vừa kết thúc thì nhiều người dân lập tức đi mua bật lửa hoặc mua vào đầu sáng sớm mùng 1 khi mà vừa bước ra khỏi nhà. Lửa là biểu tượng cho sự may mắn và tình cảm nồng cháy luôn ấm áp. Lửa còn giúp xua đuổi đi tà ma và bảo vệ gia chủ. Hai, đó chính là đi lễ chùa đầu năm. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau, người thì cầu tài, người thì cầu lộc, người thì cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. 3. Trưng bày hình tượng ngài thần tài để ở trong nhà hoặc văn phòng làm việc hoặc nơi kinh doanh. Đối với người dân Việt Nam chúng ta, ý nghĩa của những bức tượng thần tài mang lại là rất lớn. Nó giúp cho gia chủ luôn gặp được nhiều điều may mắn, bình an và gặt hái được tài lộc, tiền tài. Những bức tượng này chính là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý. Và trước mặt em Sơn đây, đó chính là hình tượng của một ngài thần tài được làm trên dòng gỗ rất là quý của Việt Nam, đó chính là dòng gỗ bách xanh, mang đến mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu, khiến cho anh em chúng ta cảm thấy thư thái và thoải mái trong người, và hơn nữa giúp giảm căng thẳng, giảm stress trong công việc. Đặc biệt, biểu tượng của cụ thần tài để trong nhà, để trong văn phòng làm việc hay để ở nơi kinh doanh, giúp anh em chúng ta có thể buôn bán được thuận lợi, mang lại cái sự may mắn và trôi chảy hơn trong công việc làm ăn của anh em trong cả một năm. Và hiện tại nếu như anh em mình sở hữu một cụ thần tài như thế này ở ngoài thị trường kia, nếu giá tốt anh em mình đã phải bỏ ra khoảng từ 2 cho đến là 3 triệu đồng một cụ thần tài như thế này rồi. Và nếu như giá không tốt thì anh em mình còn phải bỏ ra khoảng 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 6 một cụ thần tài bằng gỗ bách xanh nếu mà làm được nét và đặc biệt lại còn được vẽ vàng như này cơ. Và giá niêm yết sản phẩm tại Mạnh Sơn ngày hôm nay một cụ thần tài như này giá đặc biệt cho anh em mình chỉ có là 1.800.000 đồng mà thôi. Và hôm nay nếu như anh em làm và sở hữu cụ thần tài GP, em còn có món quà hết sức đặc biệt để gửi đến anh em chúng ta. Đó chính là một chiếc vòng tay gỗ chắc, một loại gỗ rất quý hiếm nằm trong nhóm 1, mang đến cho anh em chúng ta đó chính là sự may mắn và tài lộc cho công việc làm ăn của anh em. Và một chiếc vòng tay bao gồm cả hộp đựng đầy đủ có giá là 400.000 đồng ở ngoài thị trường. Hơn thế nữa, em còn có một món quà hết sức ý nghĩa, đó chính là một chiếc lá bồ đề vàng kim mang trong mình đó chính là sự bình an và may mắn để anh em chúng ta có thể để ở đằng sau ốp điện thoại, hoặc là có thể treo xe ô tô, hoặc là có thể để đâu đó để làm một cái lá buồm bình an cho anh em chúng ta mỗi khi đi đâu. Và một chiếc lá bồ đề bằng kim như này có giá là 500.000 đồng ạ. Và tổng giá trị quà tặng ngày hôm nay anh em mình sở hữu được đó chính là 400.000 của một chiếc vòng tay gỗ chắc, 500.000 của chiếc lá bồ đề bằng kim, tổng là 900.000 đồng cộng với giá của sản phẩm đó chính là 1.800.000. Tổng giá trị ngày hôm nay đó chính là 2.700.000 đồng một bộ combo này. Đặc biệt đầu xuân năm mới, em Sơn có chương trình tri ân đặc biệt dành cho 15 anh chị em comment nhanh tay nhất, giá vô cùng đặc biệt ngày hôm nay đó chính là 868.000 đồng chọn bộ combo đặc biệt này. Và anh em mình nhận hàng được kiểm tra hàng tại nhà, ưng ý thì anh em mình thanh toán, không ưng ý anh em mình có thể được trả lại anh em mình nhá. Và khi mà nhận hàng anh em mình kiểm tra giúp em Sơn gãy vỡ sức mẻ, em một đổi một cho anh em mình để anh em yên tâm. Và ngoài ra nữa, các bác nhận hàng trong vòng 3 ngày nếu cảm thấy không hài lòng hoặc là với bất kỳ lý do gì, anh em mình có quyền trả lại để anh em mình yên tâm về chất lượng sản phẩm. Thì anh em có thể bấm vào giỏ hàng ở phía dưới để có thể đặt mua cho mình một bộ combo rất đặc biệt này, giá chỉ có 868.000 đồng mà thôi.